Xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại với kênh của Khai Béo TV nhé. Ngày hôm nay chúng tôi xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn ở lễ tang thật sự là rất đau lòng quý vị. Đây là lễ tang của anh Phạm Văn Trường. Anh Phạm Văn Trường sinh ngày 30 tháng 1 năm 1986, trú quán tại tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa quý vị, thì anh đang làm việc tại núi Pháo. Sau khi mà anh đang đi trên đường về thì anh bị gặp tai nạn giao thông. Mặc dù đã được toàn thể mọi người đưa tới bệnh viện, các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng anh không qua khỏi và đã từ trần hồi 19 giờ 45 phút ngày 24 tháng 12 2023, tức là ngày 12 tháng 11 âm lịch. Anh Hưởng Dương, 38 tuổi. Kính thưa quý vị, đây là một vụ việc mà thật sự rất là đau lòng. Đó là anh trên đường về thì đã gặp tức là các cháu tầm độ 15-16 tuổi đua xe. Sau đó thì trực diện đã va chạm với anh và anh cũng đã bị thương rất là nặng. Sau đó thì cũng đã qua đời ngay lập tức. Thật sự đây là một cái vụ việc mà rất là đau lòng. Cái quãng đường mà anh đi từ chỗ nhà bạn của anh về nhà nó cũng rất là gần, nhưng không may anh gặp sự cố như vậy. Thật sự đây là một cái vụ việc mà quá đau lòng, quá thương tiếc. Thì tất cả mọi người cũng trở về đây để cùng nhau lo hậu sự và tiễn anh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Sau khi bị gặp tai nạn giao thông thì cái cháu mà đi xe máy trực diện mà hút vào anh Trường thì cháu ấy hiện tại cũng qua đời, thưa quý vị. Đây là một vụ việc quá là đau lòng. Thì mong tất cả các quý vị và các bạn trong một ngoài nước, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để cầu cho anh được vãng sinh về miền cực lạc, ra đi được thanh thản, về cõi vĩnh hằng yên giấc nghỉ ngàn thu. Và lễ viếng anh vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 2023 và lễ truy điệu cũng vào hồi 15 giờ ngày 25 tháng 12 cùng ngày năm 2023, tức ngày 13 tháng 11 âm lịch. Anh ra đi thì như các quý vị cũng có thể nhìn thấy, hai con của anh còn rất là nhỏ. Người vợ thì gào khóc, thật sự là xót xa, xúc động. Đây là một vụ việc thì cũng không ai mong muốn, nhưng xảy ra rồi, thật sự quá đáng tiếc. Mong cho anh được về cõi vĩnh hằng, được an bang mát mẻ, được mãi mãi được nghìn thu ăn giấc, thưa quý vị. Đây là những hình ảnh thầy đang chuẩn bị, đã khâm niệm xong và đang làm lễ phục hồn và làm lễ mời cơm cho vong linh. Thì ai cũng xót xa khi nhận được tin này, thưa quý vị. Khi anh ra đi thì để lại cho người vợ một gánh nặng vô cùng là to lớn. Còn hai con nhỏ cũng không biết là dựa nhờ vào ai. Anh Phạm Văn Trường hiện tại cũng đang làm việc ở công ty núi Pháo, quý vị. Thì hôm nay anh em bạn bè cũng đến thăm viếng rất là đông, nhưng rất là thương tiếc vì anh đã không còn nữa. Người vợ cũng chỉ biết khóc, các con cũng chỉ biết khóc và cũng chỉ mong cho hương linh của anh Phạm Văn Trường được ra đi thanh thản, được về nơi yên nghỉ, mãi mãi được nghìn thu, rồi từ nay trở đi cũng không bao giờ có thể gặp lại được người chồng, người cha nữa. Như quý vị chúng ta có thể nhìn thấy, đây là hai con của anh, còn rất là nhỏ tuổi. Cháu sinh năm 2014, thưa quý vị. Người vợ thì cũng chỉ gào khóc và rất là xót xa, xúc động. Mong tất cả các quý vị và các bạn trong và ngoài nước, chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng để niệm Phật, để cầu cho anh ấy được thanh thản, được mãi mãi về cõi vĩnh hằng, được an nghỉ giấc ngàn thu, và để anh ấy có thể phù hộ cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng ta luôn được mạnh khỏe, luôn được bình an trong cuộc sống. Và hiện tại thầy cũng đã đến và sẽ làm lễ mời cơm để mời anh về để âm hưởng lai lâm. Thì mời các quý vị chúng ta cùng
theo dõi cũng như cầu niệm Phật nha quý vị. Tam tiêu bất tử tam bát bạch liên
Thank you.